Phật dạy, này thiện hiện, hay thay, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa rốt ráo xa lìa, tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, pháp không nội rốt ráo xa lìa, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, chân như rốt ráo xa lìa, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, thánh đế khổ rốt ráo xa lìa, thánh đế tập diệt đạo cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, bốn tịnh lự rốt ráo xa lìa, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, tám giải thoát rốt ráo xa lìa, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, bốn niệm trụ rốt ráo xa lìa, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không rốt ráo xa lìa, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, bậc cực hỷ rốt ráo xa lìa, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm huệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, năm loại mắt rốt ráo xa lìa, sáu phép thần thông cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, mười lực Phật rốt ráo xa lìa, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng rốt ráo xa lìa. Này thiện hiện, pháp không quên mất rốt ráo xa lìa, tánh luôn luôn xả cũng rốt ráo xa lìa.